bao bao xin toàn bộ là được rồi. Thế đi. Thôi em cứ dám mà cho anh yên tâm chứ không. À không. Thì cái tem này thì tem của chị của mình của em. Vâng, xin chào 500 anh em nhé. Hôm nay em lại sưu tập được thêm rất là nhiều khoai Nhật mới. Em lại quay nhanh cho anh em nhé. Hôm nay các bác qua đông quá này. Mà từ sáng rồi em nhận em 4 năm cái chuyển khoản nhưng mà bây giờ còn chưa đóng được ý. Đấy, anh em có nhu cầu báo giá cũng như tư vấn mặt hàng gì thì alo cụ thể cho bà chủ để được tư vấn nhá. 0912 572434. Chết. Cái địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Thị Yên, Hà Nội. Thôi mẹ quấn đi, bà chủ quấn đi. Đấy, đây là một em Pioneer SG100. Bác này đã chọn rất là đẹp, tầm tiền. Con Pioneer này thì ép được các cái âm đi Pioneer quá hợp luôn. Ở nhà bác có Pioneer gì ạ? Pioneer 7 nhân viên qua nghỉ rồi, ông ấy bị nghỉ 30 tư 1 tháng 5. Hôm nay cái anh nhân viên mà hay phân phát cũng như là đóng hàng thì anh ấy nghỉ về quê. Cái này là cái. Bây giờ ông ấy từ 100 sao cho cháu nghỉ chứ. Nhưng mà còn đây là nhân viên này thì phải ra phục vụ anh em này. Đây, hôm nay về thêm được một con ma răng 515 màu đen anh em nhá. Ma răng 515 này. Bảo là nhân viên được nghỉ, mỗi sếp phải đi làm. Nhân viên được nghỉ, còn hai sếp phải đi làm đấy. À, 30 tháng 4, 1 tháng 5 bên cơ sở 2, Yến Ngọc Cao hình như là nghỉ 2 ngày. Nghỉ 2 ngày đi chơi. Cơ sở 1 thì chưa có kế hoạch gì đâu, thì chắc là vẫn mở phục vụ anh em nữa. Nhiều bác còn hẹn ra bảo là 30 tháng 4, 1 tháng 5 có mở không, để vì ngày hôm đấy có, mỗi ngày đấy thì bác ấy rảnh thì mới ra chọn mua hàng được. Pioneer SG100 nhá, còn hai em thì nữa em sẽ quay. Rất là tầm tiền và đèn led màu xanh, đầu dầu cần giảm rất là đẹp. À, hôm nay có một đôi loa đờ nông cực kỳ khủng nữa, nhưng mà chờ cho vắng một chút để tí nữa em vào quay nhá. Còn ở đâu rồi? Anh em chờ một tí nhá, để tí nữa em vào quay cho anh em đôi đờ nông cực kỳ hay luôn. Chào bác Hải Chu nhá. Vâng. Cảm ơn bác nhá. Hôm nay sưu tầm được toàn em khủng thêm nhá cho anh em. Đây. Có Victor C7070. À, có thể nói là dòng Victor đẳng cấp nhất của bọn quay Vic. Đây anh em nhìn này, đằng sau của nó con này nó có gắn thêm cả cái hai cái quai cầm gì ấy, trông buồn cười lắm. Nói chung dòng này thì vừa hầm hố vừa hình thức đến chất âm luôn. Con này có đèn gần không? Cho cháu nhờ chú tí. Để xem cái con này. Đây anh em nhá. Có hai cây quai Victor M770. Con này có hai bên đèn nước này. Đấy, quai điện tử anh em nhá. Anh em cứ sót M770 Victor. Con này của bạn Vũ Lan rồi này. Con này là của bạn Vũ Lan rồi. Victor 7070 cũng có khách đặt luôn rồi. Bác Vũ Nam chuẩn bị nhận hàng. Đây là con đôi loa đờ nông SC3000 thôi. Để em bật sáng lên nhá. Chơi các cái thằng này nó tầm và nó lành nhá. Vâng, cảm ơn bác Khải Chu. Đúng một ngày con này lễ thì anh em mới có thời gian để đi mua sắm. Con này ngày lễ cũng là những gì đông hơn bình thường. Bác bảo này, khách cứ còn vui tính này thì thời gian đâu mà bỏ cửa hàng đi chơi được. Đây, cho cả nhà một con Pioneer SG70 cũng mới về anh em nhé. Long lanh luôn. Rất là đẹp.
Còn là hai con này thì nói thực sự là nó như mới luôn. Nó mới quá. Con 1770 đây. Đây ạ. Anh em nhìn kỹ nhá. Con này lắm. Em quay điện tử. Đổ à? Đấy, thử cái con kia đi. Đây anh em xem chiêm ngưỡng hình thức của con đờn nông SC3000 này. Hoa rất là đẹp. Bác con này chắc tầm khoảng 32. Có thời gian thì em sẽ quay clip test cụ thể con này nhá. Đảm bảo chất âm cực kỳ khác biệt luôn. Con này mà ghép vào các mì đờn nông bên cạnh em đang có rất nhiều mì đờn nông. 1500R 2 la mã các thứ. PMA 2000 2300 mã, em rất là hợp. Con này gỗ đẹp nhé. Quảng cáo rồi cái loại ghép omni nó hay hơn. Đây anh em nhìn gỗ của nó này. Không, cứ ghép công ty vài triệu xong rồi dán thêm mấy tờ mấy trăm 500 vào đây. Tự dưng tiếng hay lên chứ. Đây còn đây là hai equai đắt nhất và khủng bố nhất của cửa hàng. Con Technic 9034P với cả con Technic SH8065. Con 9034P này thì cả năm ngoái về đúng một lần thôi anh em ạ. Và em sớt giá được ở trên eBay có chỗ bán 34 triệu. Còn chưa hồng vì ship về Việt Nam. Mặt nhìn hình ở trên đấy xấu lắm luôn ấy. Đây còn hàng bên shop thì giá chỉ bằng 1/3 thôi, chưa đến 1/3. Nhưng mà rất là đẹp và bao zin cho anh em nhá. Tiếng con này thì hầm hố rồi. Khách trả tiền hết rồi 9,5 nhưng mà chưa chuyển được. À con này có cũng có khách đặt tiền rồi ạ, nhưng mà hôm nay thì ngày lễ, Viettel họ không nhận gửi hàng. Cái này liền luôn à? Cái này liền luôn à? Em thử cái này, em có chi kêu vừa cái của anh. Vừa hết. Không, tất cả nó còn một cỡ. Đâu rồi. Bác Hải Chu bảo là mua xong dán hẳn tờ USD lên nghe còn hay hơn. Thế đúng. Đặt cái tờ làm nhìn vào đấy. Ông Hoa chính đơn không? Ta thành nhất. Còn con 8065 này 64 cần gạt này. Phiên bản màu trắng, hoàng tử bạch mã cũng rất là đẹp. Con này thì chưa có anh em nào đặt gạch đâu. Anh em nhanh tay thì alo sớm nhá. Sau livestream này ạ. Đây là bật thử con Samsung SE8 này. Đấy, về được 3 con Samsung SE8. Hôm nay về thêm được một em rất là đẹp. Nói chung nhà rồi là đánh con hàng đẹp. Đấy, EQUAD bên em là hầu như là điện, tất cả là điện 100V và hàng bao zin nguyên bản cho anh em nhá. Có những con vừa dỡng hàng xong về test chạy luôn. Đây làm gì? Thì đúng rồi, con thứ này nhưng mà nó lại cái này. Thì đến đấy cái ông xin xin test á. Đấy nha, mình cũng kế này thì bác thấy bác làm khó. Đấy, chỉ lung tung quá, không phải đầy người. Anh cho đây cho em test luôn. Đấy, hôm nay sẽ báo là mới về ít đây quay đấy. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp nhá. Em sẽ quay lại số điện thoại này. Hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì các cái bên dịch vụ chuyển hàng họ nghỉ ấy, thì anh em nào cứ đặt tiền thôi, còn phải chờ đến hết ngày 1 tháng 5 thì họ mới làm việc trở lại. Thì anh em có nhu cầu gì cứ alo trực tiếp cho bà chủ nhá. 0912 572 434. Địa chỉ đây, bác nào ở gần Hà Nội thì có thể qua giao lưu luôn và lấy hàng luôn. Đầu tiên là S922 của chị. Đây không cần dán gì mà nghe phê luôn à. Cảm ơn bác Hải Chu nhá, đôi 922 của bác. Ôi dồi ôi, bây giờ ngày nào cũng có khách lấy cuộc điện thoại gọi điện hỏi con 922 của bác đấy. Đấy, trong lô hàng tới mà nếu có về thì em cũng sẽ đăng. Lấy vợ để chưa ông nào hoặc cách sử dụng. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhá. Bây giờ em vào thử EQUAD cho các bác đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.